Chuyện Năm Dần là một bộ phim chiến tranh hành động, được xem là một siêu phẩm Hollywood về đề tài chiến tranh, dài 80 phút, trình chiếu ngày 2 tháng 5 năm 1964, được quay hoàn toàn ở miền Nam Việt Nam. Kịch bản của Jane Goodell và Jack Lewis, dựa trên một câu chuyện của Lewis. Dàn diễn viên chính gồm Marshall Thompson, Kiều Trinh, Mario Barry, Hoàng Vĩnh Lộc, Mỹ Tín, Đoàn Châu Mậu, Nam Châu, Kiều Hạnh, Nguyễn Long. Marshall Thompson vừa là đạo diễn vừa thủ vai chính của phim. Nội dung phim kể về câu chuyện một thiếu tá phi công của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, do Marshall Thompson thủ vai, người bị bắn hạ trong rừng rậm Việt Nam. Trong nỗ lực để đến nơi an toàn, anh gặp một nữ chiến binh du kích, Kiều Trinh, và một người cộng sản tên Hồng, do nam diễn viên người Philippines Mario Barry thủ vai. Phim được quay hoàn toàn tại Nam Việt Nam và sử dụng các đơn vị quân đội của Việt Nam Cộng Hòa để quay những cảnh hành quân chiến trường. Do câu chuyện và thời điểm quay đều xảy ra trước năm 1965 nên chỉ có cố vấn Mỹ chứ chưa có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ.